cuối tuần này cuối cùng mình cũng đã thành công dụ dỗ cô em gái cho mình là một makeover về ẻm, từ cắt tới nhuộm và dưỡng lại mái tóc cực kỳ hư tổn của bạn ấy tại nhà rồi mọi người ạ. Nhưng mà để dụ được bạn ấy đồng ý cho làm thì mình cũng mất từng này công sức, thời gian, tiền bạc các bạn ạ. Các bạn hãy xem tới cuối clip để xem đống tiền mình bỏ ra mua chuộc bạn này có đáng không nha. Sáng thứ bảy bắt đầu bằng việc mình chuẩn bị đi hẹn hò cà phê với anh chàng Tây này. Mà chẳng phải dạo gần đây, coffee date hiện đang rất là hot hit ở Việt Nam phải không các bạn? Mình ở Úc nhưng mà mình rất là thích xem mấy cái tin hot ở Việt Nam, kiểu nhớ nhà ấy, và lướt ảnh đồ ăn quán ăn ở Việt Nam mỗi tối trước khi mình đi ngủ. Quay trở lại chủ đề hẹn hò, mình thường tới quán cà phê toàn là để họp hành hay công việc hay là catch up một cách nhanh chóng ấy. Nhưng vì sau sáng nay thì mình cũng có việc gần quán cà phê đó, nên mình cũng đồng ý với cái cuộc hẹn này, mình muốn trải nghiệm thử xem nó sẽ ra làm sao. Mà khi quần áo lung linh xinh đẹp hết rồi thì có tin nhắn này hiện tới các bạn ạ. Câu này có nghĩa là mình đã bị cho leo cây rồi. Mọi người chia sẻ với mình coi câu nào mà bạn nghĩ là tệ nhất để từ chối gặp mặt sau khi đã sắp xếp hết lịch rồi. Còn đây là câu mình đáp lại: I'm expensive every day. Nghĩa là chẳng rảnh gặp lại nhau nữa đâu anh ơi. Có vẻ ý trời là không đồng tình lắm với việc đi hẹn hò quán cà phê rồi. Mọi người thì sao? Chia sẻ dưới comment ý kiến của bạn về việc hẹn hò cà phê có nên hay không nên nha. Với mình, cái gì mà cố quá, gượng ép quá thường không work out in the end. Vậy nên tiếc cho anh chàng này sẽ không có cơ hội uống trà đàm đạo trong tương lai với mình nữa rồi. Nhưng mà bạn biết cái cảm giác make up, quần áo xinh đẹp hết rồi thì không thể bỏ lỡ giây phút nào trong ngày. Vậy nên là mình đã lôi kéo em gái mình ra đường thành công, mặc dù hôm nay là ngày ngủ nướng của bạn ấy. Vậy nên đây là phong cách ăn mặc một trời một vực của hai chị em mà các bạn thưởng thức đánh giá. Có gia đình nào cũng có hai chị em gái mà mỗi người lại một phương một hướng sở thích khác nhau không? Mình thực sự rất hạnh phúc khi được sinh ra là con gái, được ăn diện theo sở thích và còn hay hơn nữa là được làm chị gái và có gì cũng có thể share và làm cùng với em mình. Đầu tiên là chúng mình đi ăn trưa, quán tủ sushi này thực sự rất là ngon. Mình sống ở Nhật 2 năm nên đồ Nhật ở các quốc gia, từ Việt Nam cho tới Úc, khó mà sánh bằng. Nhưng quán này rất là khác, nó khá là authentic và miếng cá họ cắt cũng rất là dài luôn. Gần Tết rồi, ra đường đợt này rất là nhộn nhịp, càng làm mình thấy nhớ nhà. Tính tới giờ chắc phải 6 năm chưa ăn Tết ở nhà rồi. Xưa vì sinh nhật hay vào dịp Tết nên mình toàn bị tặng bánh chưng thay bánh gato, mà giờ thèm bánh chưng cũng không khó mà ăn các bạn ạ. Ở Úc cũng phải gần 20% dân số là người châu Á, nên họ cũng tổ chức ngày lễ Tết này rất là đông vui hoành tráng mọi người ạ. Đây cho mọi người xem khu vực này, họ có tổ chức chợ Tết náo nức lắm này. Mỗi lần ra ngoài một hoạt động không thể thiếu của mình, đó là đi chợ người châu Á, Asian Market, nơi mà họ bán đủ các thể loại đồ, đồ khô, đồ ướp, rau, củ quả, người Trung, người Việt, Nhật, Hàn. Mình thực sự rất thích đi chợ các bạn ạ, mình còn thích kiểu tìm được deal tốt hay là có khuyến mãi giảm giá ấy. Sau đó là hai chị em mình vô tình lạc vào cái hiệu thú bông này, mình nhắm trúng bộ karaoke mini, em mình thì chọn được chiếc túi xanh lấp lánh khá là đáng yêu và mình chốt một con tên Cat Long. Em ấy cực kỳ dễ thương mỗi tội, chắc là hơi khó giặt vì khá là to. Mình rất thích sưu tầm thú bông, vậy là đặc biệt cần rước em này về dinh. Bây giờ thì chúng mình trên đường về nhà, đi có một chút xíu thế mà đã gần hết ngày rồi mọi người ạ. Hàng order trên mạng của mình cũng đã về. Finally, con dao chặt gà Trung Quốc đã tới để kịp chặt gà ngày Tết. Còn giờ mình phải đi sắp đống hàng hóa mình mua ngày hôm nay đã. Hết ngày và hôm nay chúng mình sẽ ngủ sớm để mai bắt đầu hành trình makeover cho em gái. Kế hoạch đó là sau khi mà làm makeover cho bạn ấy xong thì bạn ấy có post party theme là fashion những năm 90. Đầu tiên thì mình muốn cắt bớt tóc và tạo kiểu một chút cho bạn ấy. Bọn mình quyết định là làm tóc layer.
kiểu nó cũng có vẻ dễ làm, và yêu cầu duy nhất của bạn khách này đó là không động chạm vào độ dài tóc vốn có của bạn ấy, vì bạn ấy dành rất là nhiều thời gian để nuôi cái bộ tóc dài này. Bạn này được cái rất chăm chỉ đi giao tiếp xã hội, tuy nhiên bạn lại không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mà mình đã khuyên bạn rất là nhiều rồi ấy. Bạn có thể thấy before thì tóc bạn ấy rất là khô sơ, nhuộm cũng nhiều và damage vì không chăm sóc tóc. Đuôi tóc thì trẻ ngọn, về hiện tại hai màu tóc trên dưới phân làn rất là rõ rệt và không được thẩm mỹ cho lắm. Thì mình sẽ nhuộm màu mới ngay sau khi mình cắt tóc, nên mình sẽ cắt tóc cho bạn này khi mà tóc khô. Lý do đó là mình tìm hiểu nếu bạn tính nhuộm tóc thì không nên gội đầu làm ướt tóc vài ngày trước khi nhuộm. Bạn nào mà tự cắt ở nhà thì nên có thêm sự hỗ trợ của một thành viên trong gia đình. Nếu muốn có nhiều control hơn thì bạn nên cắt tóc khi mà tóc ướt để dễ lưa kéo hơn. Mình cũng đưa warning trước cho em gái mình đó là mình không phải thợ cắt tóc, nhưng mình sẽ cố gắng chu đáo nhất có thể để làm makeover cho em mình. Sau khi chải tóc thì mình sẽ chia các phần từ đỉnh đầu tới phía sau tai. Xuyên suốt công đoạn này bạn sẽ thấy mình sử dụng tai làm hướng dẫn rất là nhiều. Đầu tiên mình sẽ thu thập phần tóc này và buộc sát vào phía sau, và chải phần tóc phía sau ra phía trước như thế này. Bây giờ hãy cẩn thận trước khi bạn bắt đầu nha. Nếu tư thế của bạn bị cong, gù, ngồi không thẳng thì đường cắt của bạn có thể bị vênh. Nên là bạn hãy ngồi thẳng lưng như thế này nha. Mình lấy sẵn những thứ mình có ở nhà để chia tóc ra thành các phần bằng nhau. Hiểu đơn giản, cái việc cut layer có nghĩa là mình sẽ chia tóc thành các tầng khác nhau. Sau đó dùng ghim hay dây buộc tóc cố định các đoạn muốn cắt ra từ trước khi mà chúng ta bắt đầu. Và rồi sau đó dùng kéo cắt đúng những chỗ mình đã ghim từ sẵn thì nó sẽ cho ra các tầng khác nhau. Phần cuối cùng, cái phần đuôi tóc sẽ là phần dài nhất, vì thế các bạn đừng ghim nó quá ngắn nha. Đặt phần tóc ở bên là mình đã buộc trước đó xuống một lần nữa. Phần mái thì mình sẽ để riêng ra, mình không muốn nó bị cắt quá là ngắn. Sau khi mà các tầng bắt đầu xuất hiện thì mình sẽ liên kết giữa hai tầng, cắt theo chiều nào cũng được miễn là nó chéo chéo tóc đi như thế này, chứ mọi người đừng để nó ngang phè nha. Dùng kéo kết nối các đường khi mà mình cắt nó. Để mà làm cho đường thẳng trở nên mượt mà hơn thì bạn hãy giữ tóc theo chiều dọc và cắt phần ngọn. Đừng cắt quá nhiều, chỉ cần 2-3 lần lưa cái kéo và cắt như thế này là được. Sau đó thì mình sẽ trim phần đuôi tóc là phần dài nhất và cũng là phần bị hư tổn trẻ ngọn nhiều nhất. Cuối cùng thì mình chỉnh lại mái cho em mình, chiều dài cho ngắn đi một chút và ôm vào mặt hơn. Ngay sau đó là mình chuẩn bị để nhuộm tóc. Vì làm ở nhà lần đầu tiên nên mình bắt bạn ấy đeo cả kính và khẩu trang. Lỡ mình lóng ngóng làm thuốc nhuộm dây vào da hay mắt bạn ấy thì tiền mất tật mang. Ngoài ra trước hết mình phải sử dụng một cái loại kem hoặc là một loại cream bất kỳ. Nếu nhà bạn có Vaseline thì rất là thích hợp để sử dụng vào dịp này nha. Bạn có thể bôi vào phần ngay chân tóc xung quanh khuôn mặt, tránh bị rát nếu mà lỡ thuốc nhuộm có dây ra da mặt. Và em mình mới bấm khuyên một thời gian chưa lành hẳn nên mình cũng dùng plastic wrap quấn bảo vệ xung quanh. Giờ bắt đầu thực hiện nhuộm. Sau khi làm theo hướng dẫn trên bao bì để mix thuốc nhuộm trong hộp thì mình chia tóc bạn ấy theo đường chân tóc thành nhiều phần khác nhau để thuốc nhuộm dễ bám vào tóc nhất. Thú thực vì đây là lần đầu quay hai người nên mình đã mắc một lỗi rất là nghiệp dư. Đó là mình làm hỏng focus phía sau. Phần lớn footage đều rất là mờ và bị hỏng. Mình không thể nào fix dẫn tới việc là không thể show cho mọi người một quá trình hoàn hảo được. Tuy nhiên lesson learned, nếu không có chuyện này mình chắc không thể tránh được nó sau này. Mình nghĩ nếu bạn muốn thử làm điều gì đó thì đừng lo ngại chuyện sẽ mắc lỗi, sẽ trở thành failure. Vì mình khẳng định trong quá trình mình có làm bất kỳ điều gì, chắc chắn sẽ có lỗi lầm sai sót xảy ra. Nhưng đó chỉ là một phần của cuộc sống thôi, chứ nó không define bạn là ai và sẽ trở thành gì. Nhuộm tóc xong thì mình ủ tóc bạn ấy trong cái mũ trùm đầu mình hay dùng khi tắm để không làm ướt tóc này. Thời gian giới hạn là 30 phút như ghi trên hướng dẫn. Một điều đặc biệt quan trọng khi bạn tự nhuộm tóc tại nhà đó là nếu hướng dẫn ghi 3 hay là 40 phút hay 45 phút, mình phải làm đúng như vậy vì nhiều khi để quá ít thời gian màu không kịp lên hay quá lâu nó có thể ảnh hưởng tới da đầu. Sau đó mình gội đầu cho em thật sạch, cứ xả nước cho tới khi nước trở nên trong không còn màu nhuộm nữa là sạch sành sanh. Giấy khô và mình cho em dùng rosemary oil để bôi lên làm dịu nhẹ da đầu một chút vì nãy nó có hơi rát rát một xíu. Sau khi làm xong tất cả công đoạn này thì màu vẫn còn thay đổi sau một vài lần gội. Tuy nhiên mắt thường có thể thấy ngay đó là đoạn đỉnh đầu, phần tóc đen, tóc thật mọc dài ra từ trước, nó không được đều màu mặc dù mình đã rất là cố gắng. Còn phần bên dưới giữa hai màu tóc trước lúc nhuộm là khu vực có màu vàng cháy nhất, thì sau khi nhuộm cái màu mới này lên nó trở nên có ánh, có chất đen xanh và cũng là nổi bật nhất. Đó là lý do vì sao mình nghĩ ok,
Cái trải nghiệm này hai chị em có thể cùng ở nhà làm cho vui. Tuy nhiên nếu như bạn có những cái dịp quan trọng mà muốn chỉnh sửa bộ tóc cho mình, cần phải nhuộm hẳn hoi, thì mình khuyên là mọi người nên tới tiệm làm tóc, bởi vì họ sẽ có những cái công cụ và kỹ thuật nhất định. Tuy nhiên dưới ánh sáng đèn vàng hoặc buổi tối ra đường thì nhìn chung cũng có chiều hướng tích cực mọi người ạ. Mồm tóc của em mình cũng đã trở nên đều hơn và thuận con mắt hơn. Còn để chăm sóc mái tóc này và đưa nó trở lại tóc dáng dài, mạnh khỏe, suôn mượt thì chắc chắn sẽ cần một khoảng thời gian dài. Tôi dùng sản phẩm cho tôi uống các loại hạt đậu, mè đen hay vitamin chất khoáng bổ sung. Vì vlog quay theo thời gian thật nên giờ bạn này đang vội vội vàng vàng chuẩn bị để kịp đi boat party của bạn ấy, nên mình chỉ có ngần này cho mọi người thấy qua before and after cái transformation thôi ạ. Hy vọng cuối tuần vừa qua của mọi người cũng đã thật tuyệt vời. Nếu bạn enjoy vlog đời thường kiểu này thì hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ thêm qua comment để mình có thể đón nhận feedback và hoàn hảo thêm những thước quay vẽ đích trong tương lai nha. Tuần sau mình sẽ có video về online shopping haul như kiểu Shopee ấy. Mọi người hãy nhấn theo dõi để không bỏ lỡ video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người.